trên đường hành quân ra mặt trận. Thank you.
2017 bắt đầu. Ban tổ chức xin trân trọng kính đề nghị quý đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể khán thính giả, anh chị em và các bạn, chúng ta cùng đứng dậy chỉnh đốn trang phục, tiến hành làm lễ chào cờ. Lễ chào cờ bắt đầu và hát quốc ca. Chúng ta biểu quân
Các vị khách quý, toàn thể hội trường chúng ta an toàn. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý cùng toàn thể khán thính giả, anh chị em và các bạn. Để tiếp tục phát huy tinh thần yêu quê hương đất nước, đồng thời kết nối sự đoàn kết gắn bó của mọi người dân trên mọi miền tổ quốc cùng chung chí hướng, bằng nhận thức, lý luận và thực tiễn, chung sức đồng lòng cùng nhau đập tan luận điệu xuyên tạc và chống phá sự bình yên của đất nước, của phản động, góp phần trong phong trào gìn giữ và xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hôm nay thật vui mừng, phấn khởi Việt Vision tổ chức buổi gặp mặt giao lưu năm 2017, được đón chào các thành viên, bạn thân hữu, quý khán thính giả đã quan tâm, đồng hành, ủng hộ, khích lệ, động viên và cùng Việt Vision suốt những thời gian vừa qua trên mặt trận đập tan luận điệu xuyên tạc của phản động. Buổi gặp mặt giao lưu này tạo thêm nhiều hứng khởi, niềm tin cho Việt Vision tiếp tục phát huy sức mạnh trên con đường tích cực, đúng đắn và cũng góp phần giải quyết được những khó khăn, hạn chế, nâng cao và phát huy hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu và sự mong muốn, tin tưởng của cộng đồng, phong trào và xã hội. Đến dự buổi gặp mặt chung vui hôm nay, chương trình của chúng ta thật sự vui mừng và phấn khởi đón chào Đại tá cựu chiến binh Đỗ Thế Anh, Bộ Quốc phòng. Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyên Hà đến từ thành phố Hà Nội. Và chương trình của chúng ta cũng rất vui mừng và đón chào đại diện cho đoàn cờ đỏ Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đó là Lê Thị Quỳnh Môn làm trưởng đoàn. Một số đại biểu và quý khán thính giả thân hữu từ thành phố Hồ Chí Minh, Mr. Hạnh Lê. Đến từ tỉnh Hà Nam, chị Mai Hồng. Mai Hồng hiện nay, vâng, xin phép MC, chị Mai Hồng hiện nay đang sinh sống tại Đài Loan và chị kịp về dự cùng chúng ta. Vâng, 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 tổ chức nào chẳng hoan. Người Việt tại Đài Loan. Đại diện cho đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang, ông Trần Văn Cương. Tôi xin trân trọng, vui mừng giới thiệu có toàn thể biên tập viên, cộng tác viên của Việt Vision, cộng tác viên Việt Vision Nguyễn Ba Thi đến từ Bắc Ninh. Cộng tác viên Lưu Tiến Lễ đến từ Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cộng tác viên Nguyễn Quốc Thắng đến từ Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Cộng tác viên Vư Pa Tủa đến từ tỉnh Hà Giang. Cộng tác viên Thanh Tâm đến từ Đồng Tháp. Cộng tác viên Hàn Ngọc Hồi đến từ tỉnh Hưng Yên. Cộng tác viên Trần Văn Đức
đến từ thành phố Đà Lạt và các thân hữu đại diện cho cờ đỏ Hà Nội quân khúc. Xin ban tổ chức xin thành thật cáo lỗi là biên tập viên Phạm Xuân đến từ thành phố Ba Mươi Thuật. Đây toàn thể anh chị em quý khán thính giả đại biểu và chương trình của chúng ta một lần nữa xin một tràng pháo tay. Và sau đây để tiếp tục chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Nhật Quang, đại diện Việt Vision lên thông qua báo cáo hoạt động của Việt Vision. Xin trân trọng và kính mời. Kính thưa cùng quý vị, thưa các bạn, tôi xin thay mặt nhóm Việt Vision trình bày về cái hoàn cảnh ra đời, quá trình hình thành và hoạt động của nhóm Việt Vision và kênh truyền thông Việt Vision. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước hết ấy, nói về cái hoàn cảnh ra đời cái nhóm Việt Vision, thì cái hoàn cảnh ra đời này cũng là để vạch mặt cái âm mưu của bọn phản động trong và ngoài nước đối với lại thủ đô Hà Nội và đối với lại đất nước chúng ta. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội là bộ mặt của cả nước, là nơi có nhiều đại sứ quán nước ngoài, có nhiều trụ sở của các cơ quan tổ chức quốc tế và là nơi có rất đông khách du lịch nước ngoài. Chính vì vậy, bọn phản động trong nước và quan thầy của chúng ở nước ngoài đã chọn Hà Nội làm trung tâm chuỗi các cái cuộc biểu tình xuyên tạc và gây rối, hòng xuyên tạc tình hình đất nước và bôi nhọ đất nước trước con mắt khách nước ngoài và quốc tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, những cuộc biểu tình của bọn phản động đã bắt đầu từ tháng 5 năm 2011, tức là chỉ 4 tháng ngay sau khi bùng phát ở Bắc Phi và Trung Đông cái làn sóng biểu tình lật đổ hết tất cả các chính phủ Bắc Phi và Trung Đông mà người ta hay gọi là cách mạng mùa xuân Ả Rập. Bọn phản động trong và ngoài nước muốn đem cái cảm hứng làn sóng biểu tình ở Bắc Phi và Trung Đông về trong nước, chúng gọi là chuyển lửa về quê hương, và nếu ở bên kia chúng gọi là cách mạng hoa đài, thì chúng nói là sẽ phát động cái làn sóng biểu tình ở trong nước và chúng gọi là cách mạng hoa sen. Thì những cái hình ảnh biểu tình của bọn phản động ở Hồ Gươm và tượng đài nhà vua Lý Thái Tổ làm cho nhân dân cả nước rất là bức xúc, rất là căm phẫn. Sau 3 năm thì đến đầu năm 2014, người dân Hà Nội bắt đầu phản kháng. Họ đã ra bãi biểu tình tìm nhau để vạch mặt lên án bọn biểu tình. Rồi người ở các tỉnh cũng đi xe khách và đi xe máy về Hà Nội ra bãi biểu tình tìm chúng tôi để cùng tham gia. Từ đó đã hình thành
cái nhóm chống biểu tình ở Hà Nội từ năm 2014 liên tục cho đến nay. Nhóm biểu tình chúng tôi có mặt ở mọi cuộc biểu tình của bọn phản động, như là biểu tình chống Trung Quốc. Cái chữ chống ở đây là tôi xin để trong mặt kép. Rồi là chúng biểu tình đòi bộ trưởng từ chức, biểu tình đòi thả tội phạm đã kết án, rồi biểu tình đòi trắng án cho tử tù, rồi chúng biểu tình đòi quốc hội bạch hóa hội nghị thành đô, rồi chúng biểu tình ấy là tôi yêu cây xanh, rồi biểu tình tôi yêu cá chết Formosa, rồi chúng biểu tình chống bắn pháo hoa kỷ niệm 60 năm giải phóng thủ đô, và táng tận lương tâm hơn, chúng hàng năm chúng biểu tình vinh danh 74 binh lính sĩ quan hải quân ngụy Việt Nam Cộng Hòa tử trận vì không kịp bỏ chạy ở Hoàng Sa năm 1974, và chúng ấy biểu tình ở tượng đài nhà vua Lý Thái Tổ trước hết là xúc phạm anh linh nhà vua, tiếp theo là chúng ấy xúc phạm anh linh các liệt sĩ bộ đội ta đã hy sinh ở biên giới phía Bắc năm 1979, rồi xúc phạm anh linh các liệt sĩ của chúng ta đã hy sinh ở đảo Gạc Ma năm 1988, vân vân. Thì bất kỳ cuộc biểu tình nào của bọn phản động đều chúng tôi đều có mặt để vạch mặt và lên án bọn chúng. Thì hình ảnh của chúng tôi ở trên bãi biểu tình là được nhân dân rất là phấn khởi ủng hộ, đồng thời làm cho bọn biểu tình rất tức tối và lo ngại, buộc chúng nếu như 3 năm đầu chúng chỉ biểu tình các ngày chủ nhật để chúng tập hợp được lực lượng đông đảo từ 50, 60 cho đến 100 người, thì từ khi có mặt chúng tôi ở các cuộc biểu tình thì chúng đã phải thay đổi sách lược. Chúng không dám biểu tình chủ nhật nữa, chúng chuyển sang biểu tình ngày thường nhằm làm suy giảm lực lượng của chúng tôi. Bởi vì ngày thường thì chúng tôi vẫn phải đi làm và đi học. Tuy nhiên, chúng thay đổi sách lược thì cũng làm suy giảm lực lượng của chúng. Bởi vì ngày thường chúng cũng chỉ huy động được 15 cho đến 20 đến 30 đứa. Thưa quý vị, thưa các bạn, đó là ấy, tôi kể lại cái hoạt động, cái quá trình hình thành và hoạt động của nhóm chống biểu tình của chúng tôi ở Hà Nội nhiều năm qua. Thưa quý vị, thưa các bạn, đến tháng 8 năm 2014 thì nhóm chống biểu tình chúng tôi đã thành lập kênh YouTube Việt Vision với cái tiêu chí là đập tan luận điệu xuyên tạc của bọn phản động. Thì từ đó ấy, nhóm chúng tôi song hành hai nhiệm vụ, một nhiệm vụ là đấu tranh chống những cái luận điệu xuyên tạc, những hành vi gây rối trên thực địa, tức là ở ngoài bãi biểu tình, và nhiệm vụ là đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc trên mặt trận tư tưởng ở trên kênh YouTube Việt Vision. Thưa quý vị, thưa các bạn, kênh truyền thông YouTube Việt Vision phát sóng trên mạng toàn cầu,
Cho nên ấy, được sự hoan nghênh ủng hộ của đông đảo khán thính giả trong nước cũng như đông đảo khán thính giả người Việt Nam ở nước ngoài. Vì vậy, cũng vì vậy mà Việt Vision của chúng tôi ấy, gặp phải cái sự chống đối quyết liệt của các cái thế lực thù địch, từ đả kích, chửi bới, đe dọa, rồi đến những cái thủ đoạn bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ và vận động tẩy chay. Bên cạnh đó, chúng còn dùng công nghệ thông tin để tìm cách đánh sập kênh. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau vài lần bị đánh phá và khôi phục lại, thì cho đến nay, Việt Vision đã lại đạt được hơn 60.200 khán giả đăng ký với 36 triệu lượt người xem. Xin nói thêm, nếu không bị đánh phá thì con số còn lớn hơn nhiều. Được sự ủng hộ của đông đảo khán thính giả trong và ngoài nước, Việt Vision chúng tôi ngày càng phát triển. Nhiều khán thính giả đã tự nguyện tham gia và trở thành là cộng tác viên của Việt Vision. Mạng lưới cộng tác viên của Việt Vision đã phát triển trên nhiều quốc gia như ở Hoa Kỳ, Australia, Đức. Đặc biệt ở Hoa Kỳ có 5 cộng tác viên, trong đó đặc biệt có nhà báo Phùng Tuệ Châu, chủ bút chương trình Tiếng Quê Hương. Chương trình Tiếng Quê Hương là sẽ liên kết thường xuyên, lâu dài với kênh Việt Vision chúng tôi, và chương trình Tiếng Quê Hương của bà đã được phát sóng rất nhiều lần ở trên kênh Việt Vision của chúng tôi. Rồi bác Dr. Yêu được sự ủy nhiệm của Việt Vision chúng tôi, bác phát sóng trực tiếp ngay trên đất Hoa Kỳ. Ở trong nước thì chúng tôi có các cộng tác viên từ Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đồng Tháp, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Đến nay, Việt Vision đã có nhiều chuyên mục như chuyên mục Diễn đàn Chính trị, chuyên mục Phóng sự Hiện trường, Người Việt Hải ngoại Hội luận Chính trị, chuyên mục Quốc phòng và Vũ khí, chuyên mục Biển Đông Đời sống Xã hội, Chân dung Phản động, Trả lời thư khán giả, Khách mời của Việt Vision, Luật sư của bạn, vân vân. Thưa quý vị, thưa các bạn, bước sang một năm mới, chúng tôi sẽ tăng cường lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của quý khán thính giả để sửa đổi, bổ sung cách làm và nội dung chương trình nhằm không ngừng nâng cao chất lượng kỹ thuật và nội dung đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo quý khán giả ngày càng tốt hơn nữa. Nhân đây, chúng tôi xin tuyên bố các thành viên Việt Vision cùng với các cộng tác viên, bạn bè thân hữu của Việt Vision chúng tôi 100% là người dân căm ghét bọn phản động, yêu mến sự bình yên của đất nước, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự điều hành của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi đều tự nguyện đóng góp xây dựng chương trình
và tham gia hoạt động, cho nên chúng tôi được đông đảo khán giả yêu nước và chính quyền hoan nghênh. Và quan trọng hơn, chúng tôi hoạt động độc lập, tự chủ, không theo một cái sức ép can thiệp nào từ bất kỳ ai, bất kỳ ở đâu. Chúng tôi tự hào về cái đường lối hoạt động độc lập, tự chủ, không chịu sự can thiệp ở bên ngoài. Và chúng tôi sẽ luôn luôn duy trì cái đường lối đó. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo truyền thống, hôm nay ngày 17 tháng 12 năm 2017, chúng tôi tổ chức cuộc gặp mặt toàn quốc cuối năm giữa Việt Vision, Cộng tác viên, khán giả và bạn bè thân hữu. Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến đông đảo khán giả đã hoan nghênh, ủng hộ và tham gia hoạt động cùng Việt Vision trên thực địa cũng như trên truyền thông. Chúng tôi mong muốn quý khán thính giả tích cực đóng góp ý kiến xây dựng để chúng tôi phục vụ quý khán thính giả ngày càng tốt hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và các bạn. Alo, vâng. Trước khi đến phần tiếp theo của chương trình, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu một biên tập viên phía Bắc cực kỳ quan trọng của Việt Vision, đó là anh Doãn Như Lân. Anh đang mặc trên đầu ạ. Vâng ạ. Vâng. Anh phải quay lên kia. Vâng, mà những cái kẻ chống đối hay gọi là Doãn Dây Chun ạ. Lân Bảo. Vâng. Vâng, và các bà con, tất cả anh em Việt Vision chúng tôi ai cũng có một cái biệt danh. Và mặt phép thì anh Lân là gọi là Lân Bổ, anh Phạm Phân là Phân Hói, ông Quang thì là Quang Cao, ông Bảo Trân, Bảo Trân Ái. Vâng, và một bác cựu chiến binh rất lớn tuổi nữa tôi muốn giới thiệu là bác Trần Đình Tuyến ạ. Xin mời bác Tuyến đứng lên cho mọi người ngắm dung nhan ạ. Vâng, cảm ơn bác. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu của ông Trần Nhật Quang, đại diện cho Việt Vision. Một lần nữa, chúng ta được cảm ơn tay. Tiếp theo chương trình của chúng ta thật sự vui mừng và phấn khởi được đón tiếp các cộng tác viên và những khán thính giả yêu quý và có một sự quan tâm và đồng hành trong suốt thời gian vừa qua với Việt Vision. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đại tá cựu chiến binh Đỗ Thế Hạnh, Bộ Quốc phòng sẽ có vài lời phát biểu chia sẻ cảm nghĩ về chương trình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các anh các chị trong ban tổ chức, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các anh chị em cộng tác viên, biên tập viên của kênh Yêu Nước Việt Vision, rất là vinh dự cũng rất là tự hào được đứng trong cái hội nghị dù là nhỏ thôi nhưng thể hiện cái tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Và hôm nay tôi xin đến đây trước hết là có lời kính chúc tất cả các quý vị đại biểu, anh chị em trong Việt Vision một tinh thần yêu nước, đoàn kết, mạnh khỏe và hoàn thành tốt cái mục tiêu lý tưởng mà Việt Vision đề ra. Và trong cái buổi giao lưu hôm nay, đặc biệt là chúng ta nghĩ về 45 năm về trước, nếu như trong hôm nay nhân dịp đây tôi cũng nói chia sẻ với hội nghị một chiến thắng lịch sử cách đây 45 năm, đó là chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Ngày mai là ngày 18, chính thức Điện Biên Phủ trên không vào chiến dịch, và ngay trận đầu ra quân chúng ta đã bắn rơi B-52. Và qua 12 ngày đêm, chúng ta đã tiêu diệt được 34 máy bay B-52 bắt sống nhiều đặc lái. Và chiến thắng này
đã đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của xâm lược Mỹ trên đất nước Việt Nam. Để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về phần tiếng nói của người dân yêu nước, thì vừa qua tôi chỉ trên mạng xã hội, qua các trang, các cái clip của Vietvision cũng như của những người dân yêu nước, đặc biệt là của anh Phạm Xuân, của anh Phạm Xuân có bạn ở đây, rồi của anh Doãn Như Lân, của anh Phạm Quang, đặc biệt là hội Cờ Đỏ Quỳnh Lưu vừa qua một điểm nóng cực kỳ nóng mà đã đứng lên được như vậy, thể hiện cái tinh thần yêu nước rất rõ ràng. Đề nghị tất cả hội nghị chúng ta hoan hô chúc mừng cho hội Cờ Đỏ Quỳnh Lưu. Kính thưa quý vị, kính thưa bà con, đất nước ta đã hòa bình được trên 42 năm rồi, nhưng thế lực thù địch, thế lực phản động luôn luôn tìm mọi cách chống phá nhằm mục đích lật đổ đảng, thay đổi chế độ và âm mưu quay lại, bóc lột, áp bức và thống trị đất nước ta. Đặc biệt là bọn chống cộng cực đoan hiện nay còn đang ở nước ngoài, luôn luôn tìm mọi âm mưu thủ đoạn, mọi cách để về chống phá đất nước ta, mà chúng không từ bỏ một âm mưu nào. Và chúng ta là đại diện tiếng nói của người dân yêu nước, vừa qua đã làm việc rất tốt. Tôi là một đảng viên, nói thẳng là một đảng viên, một cán bộ cao cấp trong quân đội, rất ủng hộ tinh thần đó của bà con, của anh em. Thế thì bản thân tôi cũng lên mạng nhiều khi tôi chỉ comment thôi, chia sẻ để mà mình cũng phản bác lại những luận điệu xuyên tạc đó, và tôi cũng có liên lạc với anh Quang, anh Lân, và nếu có cái hội nghị hội luận nào có chủ đề thì có thể mời tôi đến cùng gọi thêm tiếng nói, cùng tiếng nói với bà con. Thế thì vừa qua thì cái lực lượng phản động ở ngoài kia nó liên tục nó bôi xấu, bôi nhọ đảng, bác, chế độ, thậm chí là thơ ca hò vẻ nó cũng có, mà tôi thì cái khoản thơ ca thì tôi cũng không kém, nói thật là báo cáo ngay các chị là tôi lên mạng xã hội tôi nói bọn nó này, có anh Hà thì lỗi, tao chửi chúng mày chính trị cũng được, mà tao chửi bằng trận búa cũng được. Thế nhiều khi nó lên mạng nó chửi tôi thằng cộng sản nòi, nó chửi tôi bảo thằng cộng sản nòi. Thế nhưng mà ý đó là mình phải có những cái lập trường, có những luận điểm, có chứng cứ để mình phân tích cho nó. Thế thì báo cáo với các chị, chúng ta phải bám sát vào cái mục tiêu lý tưởng của tinh thần yêu nước để chúng ta có những cái biện pháp, có những chứng cứ để chúng ta làm việc. Thế thì qua cái buổi ngày hôm nay là nó nói xấu chế độ Việt Nam của chúng ta là tàn ác, ác với dân gì, hèn với dân, ác với dân. Thế tôi ức quá, tôi chỉ có mấy phút tôi làm đôi bài thơ và tôi đọc cho bà con thưởng thức. Nếu đúng thì bà con ủng hộ. Cộng hòa diệt thiệu có hay, chế độ thối nát tụi bay giặc tả, diệt thiệu là chó dân tả, mang danh tổng thống nhưng tâm là ác ôn, máy chém bình định nông thôn, truy tìm cộng sản giết bao dân lặng, chính quyền toàn lũ chó săn, cam làm thân chó tranh giành miếng ăn. Thực chất là có khi đây là tôi hội nghị tôi dùng từ miếng thôi, nhưng mà trên mạng tôi chửi nó, tôi không dùng từ miếng đâu. Cam làm thân chó tranh giành miếng ăn, khốn thay cho lũ chó săn, đã là thân chó đến ngày phải thui. Chó diệm chết chẳng kịp thui, bị bọn tôi tớ cho xơi kẹo đồng. Chó thiệu con chó cuồng ngông, trước khi từ chức đâu mà nó sẽ trở thành tay súng để chống cộng mà nó cuồng ngông thế, nhưng mà cộng sản chưa đến thì lên không mới chuẩn. Để cho cả lũ ngụy buồn bỏ súng bỏ áo mặc buồn cúi xin, xin đừng tắm máu tử hình, cúi đầu nhận tội gia đình xin tha. Cộng hòa một cái thây ma, nhân dân yêu nước, tất cả anh em ở đây, các hệ đồng, nhân dân yêu nước, chôn ra ngoài đồng. Giờ đây
có lũ giận ngốc đấy, anh chị em vừa rồi chống bọn dân chủ quậy đấy. Đấy, bám vào nhân quyền với lại tự do để mà lợi dụng tự do nhân quyền để mà chống ấy. Giờ đây có lũ giận ngốc lấy gương diệm thiệu chết còn không yên. Thế đấy là bài thơ của thế thì còn ngày nay cái bọn ba quen thì đấy thế này. Hiện nay con cháu lũ ba que quanh năm ăn bám như gà què, sống nhờ ở động sông lược Mỹ, quê hương mình có chẳng dám về. Thân phận chó săn ớn hèn lắm, thế mà không nhục hỡi ba que. Việt Nam giờ có lũ giận ngông theo đuôi ba que đòi dân chủ, bám đít ba que thúc nhân quyền. Bọn bay ấu trí đừng mơ tưởng chống đảng chống dân chết có ngày. Ba que đã chết chẳng toàn thây, tội ác ba que đã chất đầy, ngàn năm sông núi còn nguyền rủa, bán nước hạ dân rượu thiệu cày. Bây giờ kính thưa các quý vị đại biểu và kính thưa toàn thể bà con, vừa qua thì qua các trang mạng xã hội và lên và thấy rằng cái sự nhiệt tình về tinh thần yêu nước của bà con của anh em Việt dân nói chung và của lực lượng cờ đỏ trên toàn quốc nói chung là rất hiệu quả. Phải nói là đảng chúng ta chưa có một cái lời chính thức nào, nhưng thâm tâm tôi nghĩ tự bản thân tôi nghĩ thâm tâm đảng nhà nước và chính quyền rất ủng hộ cái tinh thần yêu nước đó. Mong rằng tới đây trên con đường dài chống bọn phản động, chống bọn những cái bọn mà bất đồng chính kiến lợi dụng dân chủ tự do để mà chống đối đảng, chống đối nhà nước, thì anh em chúng ta tiếp tục đoàn kết chung tay chung sức để làm sao thể hiện sức mạnh truyền thống của dân tộc Việt Nam yêu nước yêu chế độ, vì Bác Hồ vì Đảng. Chúng ta quyết tâm. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe tất cả quý vị. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn những ý kiến, những cảm nghĩ, những chia sẻ và những trăn trở của đại tá Đỗ Thế Hạnh. Một lần nữa xin được cảm ơn và kính chúc sức khỏe đại tá Đỗ Thế Hạnh. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức cũng rất vui mừng và phấn khởi hôm nay chương trình của chúng ta gặp mặt Việt Vision năm 2017 đã được đón và chào đoàn đại biểu cờ đỏ của xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đây là một trong những địa phương của tỉnh Nghệ An nói riêng, của cả nước nói chung. Trong suốt những thời gian vừa qua, phong trào cờ đỏ đã được tập hợp và hoạt động cũng như phát triển một cách mạnh mẽ và làm cho các thế lực phản động trong và ngoài nước rất run sợ. Ban tổ chức rất vui mừng phấn khởi, xin trân trọng giới thiệu và kính mời chị Lê Thị Quỳnh Hoa sẽ có vài điều cùng tao tâm sự và trao đổi với chương trình của chúng ta. Hôm nay thì em đại diện cho bà con nhân dân xã Sơn Hải thì nhận được lời mời của đội cờ đỏ Việt Vision mời đây, thì trước tiên em thay mặt đội cờ đỏ xã Sơn Hải cảm ơn đội cờ đỏ Việt Vision đã có tạo một cái buổi giao lưu để trao đổi về dân yêu nước. Thì em thì cũng không hay mạnh dạn phát biểu ở đâu, tại đây là hôm nay em thì nói chung với tất cả các cộng tác viên đây là cái đội cờ đỏ hình thành, đội cờ đỏ xã Sơn Hải hình thành thì nó bắt nguồn từ bức xúc. Thì từ với bức xúc đó thì với tạo ra được một cái đội cờ đỏ hôm nay của xã Sơn Hải. Thì nói cũng chung là khi mà những cái hoạt động của bọn nó để dân chúng em thì thấy như vậy thì là nói chung là dằn mặt nó. Em qua đây em cũng muốn là anh em chúng ta phải đoàn kết, ta sống trên đất nước Việt Nam ta phải trước tiên là ta bảo vệ đất nước. Thì cái quan điểm của em là trong đầu em suy nghĩ này là chỉ cần mà có giặc đánh thôi đấy, có giặc lên thôi là em là người xung phong đi đầu tiên. Cho nên là
em cũng mong mọi người ta là cùng sức cùng lòng để mà tao đấu tranh với cái bọn luận điệu xuyên tạc của bọn phản động. Thì hôm nay đội cờ đỏ nhà em ra đây thì nói chung là đi ra đây thì bà con ở nhà rất là chi thế, nói đi ra gặp đội cờ đỏ Việt Vision đấy là có người được đi người được không nhá, có một số mình không được đi đó. Tại vì đây xin nó mới có 20 người mà ta đi mấy 50 người. Có người bảo là tôi là phong trào đi sống ở hoạt động là tôi cầm cây chỗ nào tôi cũng đi mà ra tôi không được đi ra được Việt Vision. Thì mới đầu thì tôi bảo hạn chế, tôi có nói với Bảo Trâm này 20 người nhưng mà 20 người với tôi 50 người ưng đi ưng cho ưng ưng thôi, còn 50 người tôi bảo đi, tôi phải 50 người tôi đi. Bảo gì mà ở trong bảo là tôi ra đây tính cho nên là cây với đây nha, là cái sinh nghị của ban là tinh thần bài bao nhiêu nước thì ta không hạn chế đúng không, đông người ta sắp xếp được ở đông người, ít người ta sắp xếp được ít người. Chứ bảo không phải khi mà có phải mình đi mua sắm mua bán này kia này kia thì nó còn đây là đi nhiều nước mà đi được bao nhiêu khi, nhưng mà với đây là ở đây thì không phải như trong từ nhà em mà một cái sân đất rộng đó, thích làm gì làm. Ở đây các môi trường nó có giới hạn. Ở đây đang nói bà con thì tôi thì ai cũng có giới hạn, là đi theo giới hạn thì có 10-20 người và ta đi 50 người nữa là được rồi. Chứ mà ta đi nữa là phải chỗ có ngồi luôn. Anh em nữa. Thì nói chung là hôm nay bà con đây là cái tinh thần là đi lên xe là đã có khí thế từ mấy ngày rồi. Nhất là mấy cái o nữa là đã lo là chuẩn bị mấy ngày nay rồi á. Có nhiều ngày em cũng được cái cầu cho là để nhanh tới ngày để mà đi ra gặp cái Việt Vision. Thì nói chung là không phải riêng mình em khí thế mà tất cả bà con của xã xứ này rất là khí thế. Thì thế ra bây giờ em chưa nói là vấn đề mua sắm này kia, nhưng mà nói mà nhiều nước mà đánh phản động là khi nào giơ tay số một nè, nói thế là cái mua sắm này. Qua đây thì mà nói chung là em cũng nói thêm này, cái đội cờ đỏ nhà em là ngồi đâu cũng ứng áp như có bác Hồ, bác Tiêu, bác Hồ này, như lúc này mà đi vô vào Long Nguyễn bác là đội cờ đỏ xã Sơn Hải nhà em này, em thấy khóc rất nhiều, nhưng mà em chỉ ngấn lên một tí thôi, còn bà con là khóc tay nhất là điển hình gì vân khóc cầm đập rồi không. Cho nên cái đó là cái Tiêu nước Tiêu bác Hồ, cái này là con đúng là con cháu bác Hồ nên là Tiêu nước Tiêu bác Hồ. Mình đi ra đây mà nói là đi thăm lăng bác này kia là rất nhiều người đi. Có những hôm nữa có một bác lớn tuổi rồi, bác lên bác gọi là bà Hoàn ơi, bà có thể giúp với tôi là tổ chức cho các cụ với tôi đi lăng bác này kia. Với tôi chỉ thấy là bà mới tổ chức được, còn với tôi bà tổ chức thì với tôi cũng chẳng bao giờ được đi đâu cả, lăng bác cả. Lớn tuổi này rồi thì mới nói là bây giờ bác cứ sắp xếp để có một thời gian nào đó thì cháu sẽ tổ chức cho các bác đi. Còn riêng cái người dân dân này, nhà em thì nói mà đi thăm lăng bác là một, đi đánh vận động là hai, là khi nào giơ tay đầu tiên ạ. Đó, ok. Ban tổ chức chúng ta vừa được nghe chị Quỳnh Hoan với những tấm chân tình và lời chia sẻ mộc mạc và trung thực. Bởi vì chúng ta biết xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là một địa phương của tỉnh An nói riêng, của cả nước nói chung, trong thời gian vừa qua với một cái hoạt động trong phong trào cờ đỏ rất là mạnh mẽ. Và cũng xin kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý là Quỳnh Hoan hiện nay là một tổ chức hội do anh chị em nhóm họp lại có hơn 200 thành viên mang danh cờ đỏ. Và một trong những địa phương mà rất phức tạp về vấn đề gây bất an ninh trật tự của tỉnh An thì đội cờ đỏ xã Sơn Hải do Lê Thị Quỳnh Hoan làm đại diện đã có những cái hoạt động rất là tích cực, và hiện nay là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở Sơn Hải, Quỳnh Lưu, Nghệ An rất là đảm bảo. Và chúng ta một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và chào mừng Lê Thị Quỳnh Hoan. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin vui mừng và cũng trân trọng giới thiệu là do một số những lý do đại biểu đến muộn một chút thì nay mới đến cùng chung vui với chúng ta được. Xin được giới thiệu bác sĩ tiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện Quân y 103.
Và chương trình của chúng ta cũng rất vui mừng giới thiệu anh Vũ Cảnh, trưởng đại diện chương trình tri ân miền Trung của năm tháng. Ban tổ chức cũng vui mừng giới thiệu Nguyễn Lệ, cộng tác viên tri ân miền Trung Quảng Nam Đà Nẵng. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể anh chị em và các bạn, chúng ta vừa trải qua một thời gian vừa cô đọng xúc tích, nghe bản báo cáo đánh giá về tình hình kết quả hoạt động Việt Vision trong những thời gian vừa qua. Với những khó khăn thuận lợi, những kết quả bước đầu đạt được trong phong trào chung của cả nước cùng đập tan luận điệu xuyên tạc của phản động, sau phần này chúng ta cũng đã được nghe sự chia sẻ và tâm tư của các đại biểu đại diện cho các tổ chức hội đoàn trên mọi vùng miền. Với thời gian chương trình thì chúng ta sẽ tiếp nối vào một cái chương trình là để tổ chức một cái nội dung cực kỳ lý thú và bổ ích, đó là nội dung tọa đàm giao lưu trao đổi vấn đáp giữa các biên tập viên, cộng tác viên, thành viên Việt Vision cùng với quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em và các bạn. Thì với nội dung này, ban tổ chức chúng tôi mong muốn dành rất nhiều thời gian để phục vụ cho nội dung này, và ban tổ chức cũng bố trí đoàn ban thư ký để khi các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể anh chị em có nhu cầu, nguyện vọng và quan tâm đến những lĩnh vực trọng tâm và những sự kiện nổi bật hiện nay thì cùng trao đổi với các biên tập viên và cộng tác viên. Thì vấn đề này ban tổ chức cũng rất mong các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các vị khán giả thân quý là sẽ đặt những nội dung đó một cách cụ thể thông qua ban tổ chức để chúng tôi sẽ được kính mời và trân trọng các biên tập viên, cộng tác viên cùng quý khán giả sẽ lên tại sân khấu này để chúng ta giao lưu. Và sau đây ban tổ chức xin kính mời. Xin kính thưa tất cả các quý vị khán giả, kính thưa tất cả bà con. Thì như bà con đã biết thì kênh Việt Vision của chúng ta thì đều là tất cả tự nguyện đến để cùng đến với nhau để mà chống lại cái bọn phản động và cái bọn mà muốn phá rối đất nước mình. Thế thì cũng rất vinh dự cho Việt Vision chúng tôi được tất cả người, bà con nhân dân cả nước đứng ở bên cạnh để động viên anh em để trong cái công việc, mặc dù nó chỉ là một cái công việc tự nguyện thôi nhưng mà thực ra nó cũng không kém phần vất vả. Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, ông trước là nguyên là cục trưởng cục tuyên huấn của Bộ Quốc phòng, rất tiếc là hôm nay ông không ra được, tôi có mời nhưng ông bảo ông không ra được. Thế thì hôm nay chúng tôi có mời được hai sĩ quan quân đội. Thứ nhất là anh Nguyễn Hà, phó giáo sư tiến sĩ triết học Nguyễn Hà. Anh hiện đang là cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại Học viện Quốc phòng. Xin đây là anh Nguyễn Hà. Và xin cũng giới thiệu với mọi người là Học viện Quốc phòng là một học viện mà chuyên môn dạy các cán bộ cao cấp của quân đội cũng như của toàn bộ các ngành trên toàn quốc. Vì vậy cho nên là Học viện Quốc phòng là rất lớn và rất to, và anh Hà là giáo viên giảng dạy kỳ vị của đấy thôi. Thứ hai là đại tá Đỗ Thế Anh, thì anh đã về nghỉ hưu, tức là làm cựu chiến binh, nhưng anh cũng đã rất là nhiệt tình, và như vừa rồi chúng ta thấy là anh có những lời phát biểu rất là tâm huyết, cũng như là đưa đến cho đến chúng ta những bài thơ rất là xúc động. Mời anh Trần Nhật Quang lên đây. Thưa các bạn, ngồi cạnh tôi đây là anh Trần Nhật Quang, mà một người mà nói thật là đã nổi tiếng ở trong tất cả nước chúng ta với tinh thần dũng cảm, tức là một mình lăn xả cái lũ phản động biểu tình ở ngoài bờ hồ để chiến đấu. Và anh bất chấp hiểm nguy, mặc dù bọn chúng thì rất là đông và rất là hung tợn, nhưng mà một mình anh đã sẵn sàng lao vào. Và hiện tại thì anh là người mà có thâm niên lâu nhất trong Việt Vision chúng tôi, và anh cũng là thủ lĩnh tinh thần của Việt Vision chúng tôi. Và chúng tôi vẫn cứ quen gọi anh là Bữa. Đấy, xin mời tất cả cho một tràng pháo tay ạ.
Vâng, kính thưa tất cả bà con, hôm nay chúng ta rất vinh dự có hai vị sĩ quan quân đội về đây. Thì bây giờ chúng ta muốn được nghe ý kiến của các vị sĩ quan nhận xét về cái công việc của chúng ta đã làm, cũng như là cho một số ý kiến về cái tình hình đất nước chúng ta hiện nay đang gặp phải. Vì vậy cho nên là trước tiên tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hà. Trước hết là tôi xin trân trọng cảm ơn anh em biên tập viên của Việt Xây Dựng. Thế tôi lần đầu tiên là được tham gia vào một cái buổi họp mặt, có thể nói là hết sức là ý nghĩa. Thế thì đối với bản thân tôi thì đến Việt Xây Dựng là hết sức tự nguyện, vì tôi theo dõi ở trên kênh YouTube và qua một thời gian thấy cái hoạt động hiệu quả của cái Việt Xây Dựng, một cái kênh truyền thông mới. Tôi thấy rằng là trong một cái không gian mạng hiện nay nó hết sức là nhiễu loạn, nhưng mà có cái tiếng nói của Việt Vision thấy nó có một cái làn gió mới và trong một cái không khí mới, và trong một cái điều kiện mà ô nhiễm thông tin như thế trên không gian mạng như vậy, các thế lực thù địch nó lợi dụng vào cái cuộc cách mạng mới này và nó chống phá hết sức là quyết liệt, thì có tiếng nói của Việt Vision là một cái sự đáp trả, có thể nói rằng là hết sức hiệu quả. Và bản thân tôi thì là một sĩ quan quân đội mà đang trong cái quá trình công tác như thế, thì muốn không muốn là con người của tổ chức, tôi cũng đã có ý kiến với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, và tôi muốn là trở vào cái lúc mà tôi tham gia ở trong quân đội, lúc thực hiện nhiệm vụ thì tôi là thực hiện nhiệm vụ của một sĩ quan quân đội, một cán bộ nghiên cứu, một cán bộ giảng dạy. Thế ngoài giờ thì tôi với tư cách là công dân, một người quân chúng bình thường, thì tôi tham gia Việt Vi Dân để cùng với họ có những cái tiếng nói để chúng ta bảo vệ cái thành quả cách mạng, chống lại tất cả các cái luận điệu xuyên tạc như thế, có được không? Thế thì với tinh thần như thế thì các cấp lãnh đạo của tôi nói rằng là như thế là rất tốt, và thế do đó mà tôi đã tích cực tham gia. Báo cáo với anh em biên tập viên lãnh đạo Việt Vi Dân rồi là toàn thể bà con, thế thì cái tham gia của tôi thì tôi không có live stream, mà chủ yếu là theo cái nhu cầu của Việt Vision, đặc biệt nhất là thông qua cái sự cộng tác chặt chẽ giữa tôi với lại Doãn Như Lân, khi mà một số những cái vấn đề cần thiết cần phải có cái đấu tranh chống các cái thế lực phản động, các luận điệu xuyên tạc, thế thì tôi sẽ, và trên cơ sở những cái kinh nghiệm của mình rồi là quá trình nghiên cứu giảng dạy, nắm bắt được những vấn đề mới ở trong nước cũng như là quốc tế, rồi luận giải nó từ căn nguyên của nó, thì với tôi là phó sư tiến sĩ triết học, đấy do đó mà cái cách viết của tôi thì bao giờ cũng thế, khi mà đã nói vấn đề gì, viết vấn đề gì nó phải có luận cứ và luận chứng một cách xác đáng, đấy do đó mà tôi cũng tích cực tham gia. Nhưng mà bởi vì nó là kênh truyền thông thì quán triệt cái tư tưởng của Bác Hồ là viết cho ai đọc và nói cho ai nghe, đấy vì thế mà cái cách viết của tôi cũng cố gắng là phổ thông hóa để làm sao mà các độc giả đông đảo là quần chúng nhân dân của mình hiểu rõ được âm mưu thủ đoạn của địch, và thông qua đó mình củng cố được cái trận địa tư tưởng để ủng hộ cái sự lãnh đạo của Đảng, rồi là của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, chống lại tất cả các luận điệu xuyên tạc, bảo vệ tính ưu việt của cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần như thế thì tôi rất là tích cực theo nhu cầu Việt Nhân dân, là tôi viết các cái bài về đấu tranh chống diễn biến hòa bình, chống các luận điệu xuyên tạc, rồi là dưới các hình thức khác nhau như là quân sự. Cái cuộc chiến đấu đó thì hiện nay có thể nói rằng là đang đi tới những cái bước cuối cùng để chúng ta giành thắng lợi được, để bảo vệ được một cái giá trị đích thực của lịch sử, khẳng định được là cái sự hy sinh rất lớn lao của hàng triệu đồng bào chiến sĩ của chúng ta đã ngã xuống để có non sông gốc góc của chúng ta ngày hôm nay. Và xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ còn có thêm rất nhiều các cái cựu chiến binh như là anh Đỗ Thế Hạnh ở đây, và hiện nay tôi còn nhận được rất nhiều điện của các cựu chiến binh, các sĩ quan quân đội, công an hiện nay đang công tác cũng như đã nghỉ hưu, sẵn sàng chúng ta giúp đỡ Việt Vi Dân chúng ta. Vì vậy cho nên là qua đây thì cũng đã để báo cho bà con một tin vui, đó là chúng ta đang đi rất cùng hướng. Đặc biệt là tôi tin chắc là trong cái sự thành lập của cái đội cờ đỏ Sơn Hải thì chắc chắn cũng có một chút tác động của Việt Vi Dân, đúng không? Đấy, vì vậy cho nên là chúng tôi qua đây thì cũng nhân dịp này thì xin trước tiên là xin cảm ơn đến tất cả các sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu cũng như đã vẫn còn đang công tác, đã
ủng hộ và đứng về phía chúng tôi để giúp đỡ cho chúng tôi có được ngày hôm nay. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hà. Sau đây thì xin mời tất cả mọi người cùng nghe tâm sự của Đại tá Đỗ Thị An, một cựu chiến binh nhưng anh cũng rất là tâm huyết với cái tình hình hiện nay. Thưa anh, các chị trong ban tổ chức, thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, như lúc nãy tôi đã nói, trong tình hình hiện nay, mọi các thế lực thù địch, đặc biệt là lực lượng chống cộng cực đoan và các thế lực phản động khác tìm mọi thủ đoạn âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân Việt Nam, hòng âm mưu phá hoại hòa bình và đưa dân tộc ta trở lại thời kỳ nô lệ. Thế thì trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta cũng rất là lo và cũng có nhiều cái biện pháp để mà đối phó, để mà chống trả. Nhưng hiệu quả trước hết phải lòng dân, và cái việc Cờ Đỏ hình thành, việc Vision ra đời, tiếng nói của người dân yêu nước ra đời là một biện pháp, một hành động hết sức thiết thực. Nói như anh Quang nói là một cái tác vào thế lực phản động. Vì vậy trong thời gian vừa qua, là một khán giả của cái Vision theo dõi thấy rằng cái tinh thần yêu nước của bà con chúng ta là khắp miền Bắc, khắp các miền đất nước, từ Bắc xuyên Nam, từ miền Trung, nhất là các miền nóng đều nổi lên. Tôi thấy rằng đó là tinh thần yêu nước của chúng ta không bao giờ ngưng nghỉ. Cái truyền thống của dân tộc, 4.000 năm lịch sử chống dựng nước và giữ nước. Thế thì bây giờ Cờ Đỏ ra đời, có tiếng nói để chống lại phản động thì có đi ngược lại nghị quyết của Đảng 36 về hòa hợp dân tộc không? Hoàn toàn không. Thực chất là chúng ta đã hòa hợp dân tộc thì không sau 30 tháng 4 năm 75, chứ không phải đến bây giờ mới là hòa hợp. Thực chất ấy, nói nếu đi sâu rồi hiểu sâu rồi phải thế. Là vì chúng ta có đánh đập đâu, chúng ta cải tạo xong thì chúng ta trả tự do, chúng ta không có miệt thị gì cả, phải không? Chúng ta không có miệt thị thì chúng ta thấy là hòa hợp chứ? Nhưng mà chúng ta vẫn nhân đạo để cho đi ra bị cử động, đấy là cái hòa hợp. Nhưng bọn cái bọn chống cộng cực đoan nó cứ vi phạm cái chuyện hận thù để mà nó tuyên truyền chống phá. Nhưng bây giờ nghị quyết 36 ra phải cụ thể hóa cái đường lối thôi. Cho nên các anh chị em chúng ta có chống phản động, chống cộng cực đoan, chúng ta không có lo ngại gì, chúng ta đi sai nghị quyết của Đảng. Đề nghị anh em Cờ Đỏ chúng ta phát huy truyền thống yêu nước mạnh hơn nữa, khí thế hơn nữa, để cùng toàn dân chúng ta xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đỗ Thế Anh. Hiện nay trên tay tôi có một câu hỏi của một khán giả dành riêng gửi anh Doãn Như Lây. Nếu đất nước hết phản động thì việc cái gì còn hoạt động được không? Câu hỏi này dành cho anh Doãn Như Lây ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa khán giả, kính thưa bà con, tôi xin rất cảm ơn cái câu hỏi này. Cái câu hỏi này thì tôi đã đặt là tôi được nhận được rất nhiều các cuộc điện thoại gọi đến, đều hỏi tôi như vậy. Đấy. Thế thì tôi bảo này, nếu nói về cái công việc này ấy, thì tôi đang rất muốn thất nghiệp. Tức là thất nghiệp thì tức là sẽ không còn phản động, có đúng không? Thì chúng ta không phải chống nữa. Thế nhưng mà xin hứa với bà con là như này, trước khi mà tôi nói chuyện về vấn đề trong hoạt động này của kênh Việt Vision thì tôi là một cộng tác viên rất đắc lực của trang Nguyễn Tân Dũng, và ở trong đó tôi đã viết rất nhiều các cái bài để chống tiêu cực, chống tham ô tham nhũng ở trong đất nước chúng ta. Thế chính vì vậy cho nên là tôi xin hứa bà con là nếu nay mai mà đất nước chúng ta mà không còn cái vấn đề về hoạt động, thì nếu tôi còn sức lực thì tôi lại chiến đấu ở trên cái mặt trận chống tham nhũng. Hiện nay ở đất nước chúng ta cũng đang rất là có đúng không bà con? Bà đây tôi xin hứa. Vâng, như bạn Quỳnh Hoa ạ, có một câu hỏi muốn hỏi đúng không ạ? Xin con chuyển biết cho bạn Quỳnh Hoa. Câu hỏi này dành cho việc dừng nói chung đúng không ạ? Thì Quỳnh Hoa cũng nên hỏi. Vâng. Hoa có một câu hỏi là Hoa rất đồng tình với cái vấn đề kinh Việt Vision chống phản động, nhưng Hoa thấy Việt Vision đến khi chống Trung Quốc thì kinh Việt Vision lấy không đồng tình như thế. Tôi xin trả lời thắc mắc của chị
chị Hoan cũng như của rất nhiều người dân trong nước là tại sao cái thời kỳ đầu năm 2011 ấy, suốt cả năm 2011 ấy là bọn phản động nó biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, nhưng chúng tôi lại ra phản đối chúng nó là bởi vì trước hết ấy, tôi nói một cái ngắn gọn thế này, tôi đã trả lời chúng nó ở ngoài bãi biểu tình ấy, nếu nhân dân biểu tình chống Trung Quốc thì chúng tôi có thể ủng hộ hoặc không ủng hộ. Còn các người mà biểu tình chống Trung Quốc thì chúng tôi phải đập chết. Và tôi cũng nói với họ rằng đập đây không phải là lấy đá, lấy gạch, lấy đá đập, lấy gậy đập. Thế tại sao mà các người biểu tình chống Trung Quốc thì chúng tôi phải đập chết? Là bởi vì các người lợi dụng những cái gây hấn của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông hồi đó đấy, để các người biểu tình xuyên tạc đường lối ngoại giao quốc phòng của Đảng và Nhà nước, để các người củng cố cái luận điệu xưa nay của các người là chính quyền cộng sản hèn với giặc. Giặc đây không phải là giặc Pol Pot, không phải là giặc Mỹ, giặc Pháp, mà các người nói giặc ở đây là các người nói là giặc Trung Quốc. Mặc dù chúng tôi đã chiến đấu, đã chiến thắng bọn bành trướng bá quyền năm 79 cho đến tận năm 88, đúng không ạ? Đấy, các người biểu tình chống Trung Quốc ấy là để các người xuyên tạc đường lối ngoại giao quốc phòng của Đảng và Nhà nước, để các người củng cố cái luận điệu xuyên tạc xưa nay của các người là Đảng và chính quyền cộng sản hèn với giặc đấy. Và các người chỉ mong ấy là thúc đẩy cái hận thù Việt Trung để Việt Nam đối đầu với Trung Quốc đấy. Các người chỉ mong ấy là Việt Nam với Trung Quốc là có chiến tranh đấy, để đất nước suy yếu, để các người ấy là đục nước béo cò, các người có cơ hội là lật đổ chính quyền. Thì chúng tôi đã vạch mặt bọn biểu tình ở bãi biểu tình như vậy. Đấy, xin cảm ơn câu hỏi của chị Hoa. Đề nghị quý vị và các bạn tiếp tục đặt câu hỏi chuyển cho ban tổ chức. Bây giờ xin mời thầy giáo Lưu Tiền Lệ muốn có một số ý kiến với bà con ạ. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa anh chị em trong ban biên tập và cộng tác viên của Vision và bà con cô bác, các anh chị ở đội cờ đỏ xã Quỳnh Liêu. Tôi tên là Lưu Tiến Lễ, tôi là giáo viên trường trung học phổ thông Đồng Quan. Tôi đã về hưu được 4 năm nay rồi. Thế thì tôi cũng rất tâm đắc cái câu nói của anh Quang và cũng như anh Nguyễn Như Lân. Anh Quang nói là đây là một cái tổ chức tự phát mà đúng thực. Tôi cũng vô tình và cũng nó cũng tự gặp các anh trên mạng thôi. Và tôi rất khâm phục, nhất là anh Trần Thị Quang và một số anh nữa ra đấu tranh đối mặt với cái bọn phản động ở bờ hồ, mà nhất là ở cái chỗ vườn hoa Lý Thái Tổ đấy. Thì tôi rất là khâm phục. Bản thân tôi bảo là tôi thì chẳng sợ, nhưng mà cái điều tôi không thể là với cái tư cách của tôi không thể đứng ra để đôi co với cái bạn ở ngoài chỗ đấy được. Nếu mà nói trên lý luận thì mình có thể là nói được, chứ còn đứng ra chỗ đấy là tôi thực tế là tôi không làm được. Thì tôi rất là cảm phục và tôi tìm đến anh Quang. Và từ đấy là tôi cũng thấy là cái kênh Việt Vision ấy là một cái kênh mà phải nói là đã cung cấp cho tôi rất nhiều những cái tri thức, những kiến thức rất là hữu ích. Và nó rất là đúng với đường lối của Đảng. Cái thứ hai, tôi phải nói rằng là cái mục đích của cái kênh Việt Vision thì anh Quang đã nói rất rõ rồi. Chúng ta là những người dân yêu nước và chúng ta nói lên cái sự thật. Chúng ta có tâm lòng, chúng ta yêu đất nước, yêu Tổ quốc, yêu Bác Hồ. Hôm nay đến giao lưu thì tôi có muốn một cái điều mà thực ra là tôi cũng chưa hiểu lắm. Thì ở đây có hai vị tiến sĩ là anh đại tá Nguyên Hà và anh Đỗ Hạnh, thì tôi muốn hỏi thế này. Thực tế mà nói là ta nghe rất nhiều cái câu diễn biến hòa bình,
dẫn đến bệnh tiểu. Ta cũng hiểu mơ mơ màng màng thôi, nhưng mà nói thực với anh là cái cách thức của nó là như thế nào thì thực ra là không phải tôi đâu mà rất nhiều người chưa hiểu cái cách thức là diễn biến hòa bình nó như thế nào. Hiểu mơ mơ màng màng thôi. Thì hôm nay tôi cũng hỏi anh Hà là cái, và cái thứ hai nữa là cái vừa qua cái vụ Trịnh Xuân Thanh ấy, thì chúng ta biết là vụ Trịnh Xuân Thanh là ra đầu thú, thì đây là một cái vị là ta biết là vướng vào cái vùng cái vai phòng lao lý, mà trong cái vụ tham mô của trong cái tập đoàn dầu khí Việt Nam đấy, thì cái việc mà truy nã và bắt thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã lệnh cho cái Bộ Công an là phải truy bắt bằng được Trịnh Thanh để về mà quy án rồi. Thì bằng nhiều phương pháp nghiệp vụ thì Bộ Công an chúng ta đã tìm được. Nhưng mà có một cái vấn đề nó nổi lên là hiện nay các bạn vận động nó bảo là cái nước Đức ấy, đó là cái Tổng thống Macron ấy, là cắt ngoại giao với Việt Nam, thì chúng tôi không tin điều đấy. Nhưng có một cái gọi là đặc ủy cái gì của Đức ấy, là nó lên tiếng phản đối. Thì tất nhiên ở đây, ở bên đấy là họ đa đảng, họ có thể là cái đảng này nói thế này, đảng kia nói thế, nó không thống nhất cái đảng mình. Và thì ở đây nhân đây thì tôi cũng hỏi các anh là cái chỗ này các anh giải thích cho chúng tôi, cho tất cả riêng bản thân tôi và tất cả mọi người ở đây để hiểu cái đó. Vâng, xin cảm ơn. Trước hết mời xin cảm ơn câu hỏi của thầy giáo Lưu Tiến Lễ và tôi báo cáo với lại tất cả anh chị em thế này. Thế thì xung quanh vấn đề diễn biến hòa bình cũng là vấn đề mà hiện nay chúng ta đang phải đối mặt, nó hết sức là phức tạp. Mà lúc nãy thì thầy giáo Doãn Duy Lân có nói tôi là chuyên gia ở lĩnh vực này, tôi cũng không dám nhận. Và bởi vì là tôi là phó sư tiến sĩ triết học và giảng dạy nó để vận dụng vào trong cái lĩnh vực chiến lược của quốc gia, chiến lược quốc phòng quân sự. Thế thì vấn đề diễn biến hòa bình nó chỉ có liên quan một chút xíu thôi. Đấy, chút xíu thôi. Nó như là một cái bối cảnh để chúng tôi giảng dạy trong vấn đề hoạch định chiến lược để bảo vệ cái Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong các cái hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nó. Thế thì xung quanh vấn đề diễn biến hòa bình thì có thể nói rằng là nói một vài phút hoặc là một vài tiếng thì cũng không thể giải quyết được vấn đề. Bởi vì đây là một vấn đề rất lớn. Nó có lịch sử của nó, có quá trình phát triển của nó ở những thời kỳ, những giai đoạn cụ thể khác nhau, rồi là trong các chủ thể tiến hành, nó rất là phức tạp. Thế nên có thể nói là đại thể thế này. Nếu như mà các anh chị em muốn tìm hiểu có tính chất hệ thống một chút thì tôi đã đăng tổng cộng tất cả là 10 bài ở trên trang Facebook cá nhân của tôi. Mà riêng kênh Việt Vision thì đã phát tới là có khoảng độ 5 bài là bài Việt Vision đã phát rồi, tôi viết tổng cộng tất cả là 10 bài. Thế trong 10 bài đó thì tôi viết nó có tính chất mà logic hệ thống một chút, là từ cái nguồn gốc, rồi là cái mục tiêu, cái bản chất của cái diễn biến hòa bình, rồi âm mưu thủ đoạn, rồi là nội dung, rồi các cái lĩnh vực chống phá của các thế lực thù địch sử dụng diễn biến hòa bình để mà xóa bỏ thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa, cũng như là xóa bỏ những thành quả cách mạng của những nước mà không đi theo cái chủ trương của Liên Hiệp Quốc. Thế thì báo cáo với vị thầy giáo Lưu Tiến Lễ cũng như là tất cả anh chị em, nếu như mà có điều kiện quan tâm thì xin trân trọng mời vào trang cá nhân của tôi, thì trong đó tôi đăng đầy đủ tổng cộng tất cả là 10 bài. Thế thì có thể nói rằng là một cách đại thể nhất là thế này: diễn biến hòa bình nó là một vấn đề mà trong cái chủ trương chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động mà sử dụng nó để mà xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như là các nước có chủ trương độc lập dân tộc không đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa đế quốc mà bằng biện pháp phi vũ trang, tức là không dùng bạo lực. Nó là cái hình thức phi vũ trang để mà xóa bỏ các cái thành quả cách mạng của cách mạng xã hội chủ nghĩa, cũng như là các nước chủ trương độc lập dân tộc không đi theo con đường của chủ nghĩa tư bản. Thế thì cái cách thức của nó thì nó hết sức là tinh vi và hết sức là xảo quyệt. Thế thì cái diễn biến hòa bình mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động sử dụng trong cái thời gian vừa qua đã đạt được những cái hiệu quả mà chúng ta nhìn thấy rất rõ, là nó là một cái đòn đánh có thể nói rằng là hết sức hiểm hóc mà góp phần làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu. Thế thì xin báo cáo với thầy giáo Lưu Tiến Lễ cũng như là toàn thể anh chị em thế này,
khi mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ, thế thì nội các của Mỹ họ trong đó có rất nhiều nội dung, và trong đó có rút ra một cái đánh giá, tôi cho rằng là họ đánh giá đúng, đánh giá rất đúng, là đánh giá Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ là ông Gorbachev, ông ấy đưa ra một cái quyết định giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô, giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô. Hồng quân Liên Xô mất đối tượng tác chiến, quay lại Bắc bắn vào Nhà Trắng đại biểu của nhân dân. Thế thì nội các của Mỹ đánh giá là Gorbachev đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó chúng ta thấy được là vấn đề diễn biến hòa bình thế nào. Nó hết sức là nguy hiểm, và cái đòn đánh đó nếu như mà chúng ta không nêu cao cảnh giác mà chúng ta không có những biện pháp phòng chống hiệu quả thì đấy cũng là một trong những nguy cơ mà Đảng ta hiện nay không coi nó là nguy cơ nữa, mà trở thành một thách thức thực sự đối với lại cách mạng Việt Nam. Thank you.